Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì phía trước mặt chúng ta đó là cầu con cò. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao ở Mỹ lại có cầu con cò. Thực ra thì trên cây cầu này có hình con chim. Những người Việt Nam đầu tiên tới đây thì thấy con chim in trên hình cây cầu này giống hình ảnh của con cò ở Việt Nam. Cho nên những người Việt đi trước đặt đây là cầu con cò. Và vì thế những người Việt đi sau họ lại tiếp tục gọi đây là cầu con cò của người Việt. Và phía bên phải của chúng ta đó là thành phố New Orleans. Hôm nay trời cũng thật là đẹp. Và để quay trở lại chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe tâm sự chia sẻ của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Cũng đã gần hết một năm rồi, Uyên Quỳnh hy vọng rằng những anh chị nào cô đơn thì sẽ tìm được người yêu của mình trong những năm tháng tới. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Uyên Quỳnh cũng hy vọng rằng những anh chị đến với nhau bằng con tim chân thành thì hạnh phúc sẽ mở cửa đón chào chúng ta. Nào mời cả nhà. Rồi chị chào em ha. Rồi em chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ em chào chị. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình ha. Em chào tất cả cộng đồng mạng đang xem chương trình Kết Nối Yêu Thương trên kênh YouTube của chị Quỳnh. Em tên Ngọc, em sinh năm 80, thì em đang ở Sài Gòn. Em lớn lên là ở thành phố luôn hay là em từ quê lên? Em lên Sài Gòn năm 2002, em lên em ở dưới quê em ở Bạc Liêu, em lên Sài Gòn năm 2002 tới nay. Rồi hiện tại em đang làm công việc gì? Em đang mở tổ hợp mai tại nhà. Tổ hợp mai này là của em mở ra luôn hả? Dạ của em mở ra luôn chị. Giỏi dữ vậy đó. Dạ. Em lên thành phố, em có quen ai thành phố không mà em mở ra tổ hợp mai? Hồi xưa hai vợ chồng làm ăn ở dưới quê thất bại, xong rồi đi lên Sài Gòn để lập nghiệp. Thì làm ăn thất bại thiếu nợ ở dưới quê, xong rồi lúc đó đứa con đầu mới có 2 tuổi thôi là em gửi với mẹ em, hai vợ chồng đi lên Sài Gòn để lập nghiệp, để làm kiếm tiền trả nợ. Thì lên Sài Gòn được, em đi làm công nhân vô cái ngành mai thì em đã làm hai mươi mấy năm rồi, hồi 16 tuổi em đã đi học mai rồi. Thì hồi đó thì xuyên dưới quê thì em may đồ khách, xong lên Sài Gòn thì đi vô công ty làm, cũng làm mai. Thì hai vợ chồng làm được 5 năm trả nợ hết, thì lúc đó đứa con lên đi học, xong rồi tới năm 2008 em sanh được hai thằng con trai sanh đôi. Rồi tới 2010 là ông xã em mất. Thì lúc đó ông xã em mất thì em mới nghỉ làm công ty, em về em chăm con thì mở tổ hợp mai luôn. Thì mở tổ hợp mai năm nay cũng đã được 10, gần 13 năm. Từ hồi ông xã em mất tới giờ gần 13 năm. Ông xã em biết là sao mất vậy? Ông xã em bị đột quỵ vậy. Còn trẻ hả? Lúc hồi ông xã em mất, ông xã em 36 tuổi, em 31. Còn trẻ quá, mới 36 tuổi mà cũng đột quỵ hả? Thì ảnh đột quỵ đột ngột lắm chị. Hồi nãy hôm trước còn đi làm bình thường, cái làm đi làm tới 10 giờ tối về, anh cũng làm tài xế, xong cái đi làm về cái huyết áp của anh ấy nó tăng huyết áp cũng không biết. Thì bình thường là anh đã bị bệnh tim, bị huyết áp rồi, nhưng mà cũng đương điều trị, nhưng mà điều trị rồi một thời gian rồi thì cũng điều trị cũng thuốc mỗi ngày vậy đó, nhưng mà nó tăng lên bất ngờ. Như bữa đó đi làm 10 giờ tối về vẫn bình thường, rồi tới sáng ngày hôm sau rồi là phát bệnh, rồi là quỵ. Em nghĩ là ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em hả? Thì em là phụ nữ nhưng mà em rất là cá tính và độc lập, quyết đoán. Em sống em không dựa dẫm vào ai hết, tự lập. Rồi suy nghĩ gì em cũng quyết đoán, thấy được là em làm, em không có ngần ngại, không có do dự. Khuyết điểm của em thì em sống khá là nội tâm, em sống khép kín lắm, hầu như là em ít có cơ hội để mà va chạm cuộc sống xã hội bên ngoài, cho nên là
cái sự nắm bắt về sự việc của em nó cũng hơi kém hơn người ta. Cái đó là khuyết điểm của em. Với cái nữa là em sống rất là thẳng tính. Cái đó là nhiều khi cũng người nói thì ưu điểm, còn em theo em nghĩ là cái đó là cái nhược điểm, hay nhược điểm chí mạng luôn hết chứ. Tại vì mình sống quá thẳng tính thì chị biết chứ, thì người ta nói là thật mất lòng mà, nhưng mà không có sống trái với lòng được nè. Ai thương 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 thôi, cái tính như vậy vậy là như vậy, không thể nào sửa đổi được hết. Nên là nhiều khi cái đó cũng là cái thiệt thòi của mình, biết như vậy đó nhưng mà làm không được, Em mình sửa sửa không điện được. thoại lại, nó chạy rồi. Cho nó thẳng lên xíu nha. Sau khi ông xã em mất á, thì thời gian cũng khá lâu phải không? Dạ. Và em cũng khá trẻ rồi còn giỏi nữa thì chắc cũng có nhiều anh đeo đuổi em hả? Có thì có đó chị, nhưng mà em không có đồng, em không có bạn, là tại vì nhiều cái nguyên nhân em không có thể tìm bạn được lắm. Tại vì chị cũng thấy cái hoàn cảnh của em, thì nếu như mà tìm một người để phù hợp lo cho em, người ta nói vậy mà biết người ta thật lòng hay không đó là một cái chuyện khác nữa rồi. Với lại em nghĩ lúc đó con em còn quá nhỏ nhỏ, lúc đó hai đứa nhỏ sinh đôi nó mới có 2 tuổi thôi, rồi nếu như em đi bước nữa thì cái tình cảm nó thì chia sớt rồi, con em nghĩ là nó đã thiếu thốn tình thương của người cha rồi, giờ chỉ còn có mẹ thôi, mà nếu mà em đi bước nữa thì tình thương nó bị chia sớt rồi. Với cái nhà em sợ cái hoàn cảnh, cái lứa tuổi của em thì ai người ta cũng đổ vỡ rồi, người ta mới chứ đâu có ai mà chưa có gia đình tới tuổi này đâu, người về cảnh con chung con riêng, con anh con em thì con chúng ta cũng mệt mỏi lắm chị ơi. Rồi em nghĩ vậy đó, rồi với em chị cũng thấy đó, bây giờ thời buổi giờ mà trên báo đài mạng rồi nó đưa lên nhiều cái cảnh mà cha dượng mà nó ăn hiếp con của vợ đó, chị thấy cũng biết rồi. Rồi thêm cái nữa là con em là con đứa con gái lớn, con gái nữa rồi, đây rồi gặp cái người mà cái đạo đức không tốt, nó về dòm ngó con gái em chắc em cắn lưỡi cứ nghĩ như vậy đó cứ nghĩ như vậy đó mà thôi, ngày qua ngày rồi. Với lại áp lực nhiều lắm chị ơi, lúc đó cái người đàn ông là trụ cột gia đình mà một khi trụ cột mất đi rồi là cái gánh nặng đè nặng lên hai vai của em, chị cũng biết cái hoàn cảnh phụ nữ mà đủ vợ đủ chồng thì người gánh gánh, còn như em thế này gãy gánh giữa chừng thì hai vai em đều gánh, một gánh thì gánh gia đình, một gánh thì gánh kinh tế, người đâu có thời gian đâu mà để tìm hiểu, thì để tìm bạn cho mình thì cũng nghĩ vậy, nếu mà mình tìm cái người bạn mình tìm niềm vui cho mình mà làm khổ con mình thôi, thà là em ở vậy để em lo cho con. Nó nhiều cái nguyên nhân mà em không tìm bạn được lắm rồi á, nếu mà không đến đi đến hôn nhân mà để tìm bạn làm bạn để người ta lo cho mình thì không khác là mình lợi dụng tình cảm của người ta rồi á, mình không lo được gì được cho người ta mà để người ta lo lại cho mình thì lương tâm nó cũng dai dứt lắm chị, cho nên em không làm được. Với lại nữa em á là người trực tiếp vừa lo cho con vừa dạy dỗ con giáo dục con, mà em phải làm tấm gương cho con em, thì mình làm cha làm mẹ mà cái tấm gương để cho con nó soi vào, mà cái gương nó bị ố rồi sao mà soi con nó soi được chị, cho nên em nghĩ từ chỗ đó mà thôi, để mình làm cực khổ vất vả một chút mà để lo cho con mình cũng được tâm tâm trạng của mình đầu óc mình thảnh thơi không có khổ tâm, mà con mình nó cũng tự hào về mình, rồi bản thân em cũng tự hào là em làm nuôi con bằng sức lao động của em, bằng đôi bàn tay của em, cho nên nghĩ vậy thôi mà cũng ngày qua ngày rồi nó cũng trôi qua vậy. Lúc đầu em cũng hụt hẫng, tại vì chi biết đó, như người ta bệnh trước thì người ta còn chuẩn bị tâm lý để mà đón nhận cái sự mất mát, còn lần này không có đâu có bệnh, ông xã đâu bệnh gì trước đâu, người đụng cái ổng mất rồi, trụ cột của gia đình mà mất cái lúc đó con em nó còn nhỏ, chị thấy em hụt hẫng nữa dữ lắm. Rồi á nhiều khi lo nghĩ đủ thứ hết trơn, đâu còn tâm trạng đâu nghĩ tới chuyện tìm bạn kia, cho nên rồi cũng lúc đó là cũng chới với em cũng hụt hẫng nửa năm luôn. Rồi á từ từ rồi cũng suy nghĩ thôi, người mất thì cũng đã mất rồi, thì mình sống thì mình thấy gánh trách nhiệm, cho nên vì trách nhiệm vì con mà sống. Rồi á cứ nghĩ cứ tự an ủi bản thân, người ta nhiều khi có nhiều người ta còn khổ hơn mình á, mà ta còn vượt qua được, nó không lẽ mình không vượt qua được sao,
rồi nếu mà mình không vượt qua được thì mình chưa đủ cố gắng thôi, mình gắng cố gắng từng ngày, mình cố gắng hết sức của mình, hết khả năng của mình là mình sẽ vượt qua được thôi. Thì cứ tự an ủi bản thân vậy, mà ngày qua ngày thì em cũng đã vượt qua được. Hôm nay đã được mười mấy năm và cuộc sống của em cũng đã ổn định, công việc cũng đã ổn định. Chứ lúc đầu em làm cái công việc của em nó cũng áp lực lắm, chị thấy cái ngành may, chị thấy cái ngành may mặc là nó làm dâu trăm họ mà chị, đủ thứ nó rồi á. Lúc đó cái ngành may mặc thì càng ngày nó càng cạnh tranh, chị thấy hả, mẫu mã lên dữ vậy. Rồi á, nhiều khi á, nó mà có cái mẫu thì mình may còn đỡ, còn lúc mà không có mẫu nó gửi qua điện thoại cho trời, nhìn cái như cái đám gừng rồi may hả. Lúc đó hả, mệt mỏi lắm, nó áp lực về kinh tế rồi về công việc rồi lớp con cái còn nhỏ, lúc đó là đầu óc em hả là coi như là nó rối lắm, không có còn để mình suy nghĩ gì hết. Rồi dần dà rồi nó cũng đâu còn nghĩ tới cái chuyện tìm bạn hay là tìm người yêu gì nó đâu, được cái kỳ ngày qua ngày nó trôi qua cũng đã vượt qua được mười mấy năm. Thì giờ em cũng đã ổn định này, nhỏ gái lớn em thì nó cũng đã đi du học của bên Mỹ cũng được 3 năm này, và hai đứa con lớn, hai đứa con nhỏ sau này thì cũng đã học lớp 9 này, thì em cũng đã ổn rồi, cuộc sống cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, cũng đã ổn rồi. Con em đi học du học ở bên Mỹ ha, em khá là giỏi ha. Dạ, con em nhỏ gái lớn nó học giỏi lắm, nó học hồi xưa học ở bên Việt Nam thì nó học cũng giỏi, xong rồi đi qua bên Mỹ, bà nội kêu đi, tại vì bên nội đã ở Mỹ hết rồi, bà nội kêu đi du học thì đi, năm nay nó đi được 3 năm rồi chị. Em cũng chuẩn bị làm hồ sơ để đi qua thăm bé, em đang làm hồ sơ xin visa để đi qua thăm bé. Em à, mẹ lên thân mà cho con đi du học là cũng khá là rất là giỏi phải không? Em nào nghe thì em làm, nói chung thì mẹ con làm cuộc sống thì cũng không đến nỗi nào, lúc đầu thì nó cũng vất vả lắm, thì bây giờ nó cũng đã ổn định rồi. Thì em có một bên chồng em, có mẹ chồng em cũng hỗ trợ thêm cho em. Em rồi mẹ chồng rồi sử mai của em nó có được bao nhiêu người mai với em? À, được 8 người chị, nói chung chị em trong nhà, chị em con cháu trong nhà không à, em không có muốn thợ ngoài. Em có nghĩ là một anh muốn làm quen với em là độ tuổi khoảng bao nhiêu đó thì phù hợp với em không? À, em hồi trước kia thì em cũng không có nghĩ tới, xong rồi tới mẹ chồng em mới về nước đây nè, thì mới nói cái chương trình của chị đó, em mới biết em lên xem. Thì em xem trên chương trình của chị cũng mới gần đây thôi, nhưng mà em có thấy một người tính tình cũng, em thấy em cũng thích, cho nên là em nghĩ là lúc đầu thì em định là thấy em đi được qua tới bên thăm con gái em đó, là em rảnh rỗi thì em mới đăng ký lên để lên chương trình của chị. Nhưng mà em tình cờ em xem cái chương trình đó, em thấy cái anh, cái clip của anh đó đầu tiên là em thấy rất là ấn tượng, cho nên thôi em đăng ký trước. Em nghĩ là cái cơ hội thì do mình nó bắt, cho nên là nếu như mà để tới khi mà em đi qua bên bển thì trễ quá, thì nếu mà ảnh có bạn hay ảnh tìm được người bạn thì em lại lỡ vụt mất cơ hội này thì cũng nuối tiếc. Cho nên là em đăng ký em lên chương trình của chị, nếu mà có duyên mà đến được với nhau thì em cũng rất là cảm ơn cái chương trình của chị, với lại cũng rất là may mắn cho em, cho nên là em mới đăng ký lên chương trình của chị. Rồi anh ấy là video số mấy em? Hình như cái số của ảnh là 1 1 2 1 1 2 1 3, anh Nam Hoàng. Rồi em cảm thấy em với anh ấy phù hợp nhau ở điểm nào? Tại vì chị cũng thấy cái em, cái tính của em, cái hoàn cảnh của em thì nó rất là thăng trầm, cho nên là cái tính của em nó đã già hơn cái tuổi của em rồi. Thì em coi clip của ảnh thì em thấy ảnh là ít nói và trầm tính, cái điểm đó là em rất thích. Với lại là người ảnh đã chững chạc rồi, người lớn tuổi hơn em như vậy cũng đã mười mấy tuổi rồi, chững chạc rồi, cũng trải qua hôn nhân đổ vỡ vậy rồi, em nghĩ là chắc có lẽ là ảnh cũng rút ra được một cái bài học, cái kinh nghiệm. Nếu như mà em ảnh tìm được một người phù hợp nữa thì có lẽ là anh cũng dung đốc cho cái gia đình, chứ anh không có để là đổ vỡ nữa. Còn bản thân em cũng vậy, em cũng là người trầm tính rồi á ha, em thấy là cái rất là tương đồng.
Em chỉ là cần một người để biết chia sẻ, biết để phù hợp với em, chứ em không, bây giờ em không có cần sự lãng mạn nữa, tại em sống rất là thực tế. Thời buổi giờ em sống rất là thực tế, chỉ là cần một người là biết thông cảm, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, trong công việc là được. Tại vì bây giờ làm ai cũng làm, ai cũng áp lực vì công việc, vì gia đình, cho nên cần chia sẻ và để mà nương tựa lẫn nhau mà sống cái khoảng đời còn lại thôi, chứ giờ em cũng đâu cần sự lãng mạn làm gì nữa. Chị không biết là chị không biết là em đăng ký em ra đây có đúng thời điểm hay không, nhưng mà đây là một có một cơ hội đang mở ra cho em, đó là em lấy dự định đó là tháng 10 dùng về cưới một cô ở Tiền Giang, nhưng mà do hai người có chút hiểu lầm, cô ở Việt Nam đó thì có thể là do địa lý cách xa nhau đó, rồi giờ giấc nó có chênh lệch nhau nữa, khác múi giờ, cô ấy hay ghen cho nên anh ấy giận, anh ấy hủy vé về Việt Nam. Rồi bây giờ hiện tại thì chị chưa có nghe phản hồi gì anh ấy, là anh ấy là có bạn mới hay chưa thì chị chưa có được nghe, nhưng mà chị biết hiện tại bây giờ thì anh ấy vẫn vẫn còn đang độc thân. Hồi trước là có rất là nhiều cô xin số điện thoại của anh ấy, nhưng mà chị biết là cô anh ấy sắp về Việt Nam cưới cô ở Tiền Giang, cho nên chị nói là anh ấy đã có bạn rồi, hiện tại thì hai người đã không còn quen nhau nữa. Cơ hội không mỉm cười với em thì đó là không phải cơ hội của em, thì em hy vọng là cơ hội khác thôi, chứ giờ em cũng đâu có biết. Tại vì em nghe anh nói một câu như vậy em mới mạnh dạn là nêu lên cái suy nghĩ của em, tại vì tương lai á, là hai đứa con em sau này nó cũng sẽ đi du học nữa, rồi em ở đây một mình cho nên là mẹ mới động viên em là thôi đi tìm bạn đi, để mà nếu mà tìm được một người phù hợp đó, thì vừa được đi vừa có nơi nương tựa mà vừa được qua bển ở gần con thì rất là tốt, cho nên là em suy nghĩ như vậy mà em mới nắm bắt cơ hội, mà nếu không được thì đành tìm cơ hội khác thôi. Giờ cũng đâu biết được đâu Dạ, yeah, có nhiều cơ em. hội mà. Rồi thì em chỉ hy vọng là em đến đúng thời điểm. Hiện Dạ tại thì anh ấy vẫn còn độc thân đó. Nhưng mà mở cửa ra, tức là mở lòng ra thì chị nghĩ là cần phải có thời gian. Dạ Rồi bây giờ thì ví dụ không có cơ hội với anh ấy thì em vẫn muốn là tìm hiểu người khác chứ, phải không? Dạ Rồi thí dụ như vậy là một người muốn tìm hiểu em mà anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? đối với em chuyện đó không thành vấn đề đâu chị, tại vì đàn ông mà thì cũng phải xã giao, cũng phải có bạn bè, cái điều đó em không có quan trọng đâu, miễn là hút thuốc uống rượu, miễn mà biết dừng là được rồi, đừng có quá là được rồi, tại vì em nghĩ mình cầm ly rượu ly bia lên mình uống mà mình kiểm soát được bản thân mình thì mình cứ vô tư thôi, trừ khi nào mà mình cầm ly rượu ly bia lên mình uống mà mình không thể kiểm soát được bản thân thì lúc đó thì nghĩ khác, chứ nếu mà mình kiểm soát được bản thân thì cứ vô tư, gặp bạn bè thì cứ xã giao vô tư thôi, em thoải mái vấn đề đó. Rồi con em, các con của em có ủng hộ em không? Dạ có, con em thì rất là ngoan, tại vì cũng biết thương em, là tại vì thấy cái sự vất vả của em, con em thấy được cái sự vất vả của em đã mười mấy năm nay rồi, cho nên là rất là ngoan, không có hề gì hết, rất là tôn trọng cái quyết định của em. Rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Dạ anh cho 1m62. Khá cao ha. Dạ Rồi những lúc rảnh rỗi là em thích làm công việc gì để giải trí cho mình? thì nói chung công việc của em nó rảnh thì cũng ít rảnh lắm chị, nhưng mà có lúc lôi lúc thì cũng thong thả, thì chỉ dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn cho con thôi, rồi có rảnh nhiều thời gian nữa thì xem phim, mà nói chung rảnh thời gian nhiều thì chắc có lẽ là em không rảnh thời gian đâu, thì rảnh được 1-2 ngày thì chỉ dọn dẹp nhà cửa rồi đi chợ nấu ăn rồi cho con thôi, thì chăm con thôi, chứ em cũng không, em sống khá là khép kín, em cũng ít có bạn bè. Rồi em có sở thích em có sở thích nấu ăn không? Dạ có chứ chị,
tại vì sống lo lo cho con mà, người phụ nữ với gia đình mà phải biết nấu ăn chứ, nấu ăn để lo cho con, tại vì mỗi ngày đều làm gì làm thì sáng lo cơm nước buổi ăn sáng cho con nó đi học, xong rồi trưa phải nấu ăn trưa, rồi chiều cũng phải nấu bữa cơm chiều. Nói chung là vừa làm mà vừa công chuyện nhà, vừa nấu ăn nấu uống nữa thì chỉ một mình em thôi, chứ em đâu có mướn người ngoài đâu, em đâu mướn ai đâu, tự em làm thôi. À, sớm có em mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? À, thì 7:30 là em mở, em làm buổi sáng, rồi tối thì có bữa nay thứ bảy thì nghỉ sớm 8 giờ thì nghỉ rồi chị, còn mỗi ngày thì 10 giờ tối. Nói chung thì nhiều khi cũng vô giờ gấp lắm chị ơi, tới hàng gấp em làm 12 giờ 1 giờ cũng bình thường, vô mùa hàng rồi là nhiều khi em làm tới 2-3 giờ sáng cũng không chừng, làm dữ lắm. Em thích một anh làm quen với em trầm tính ít nói hay là lanh lẹ thật đấy? Em thì cái tính của em thì hơi khá truyền thống, em tính ít nói, trầm tính ít nói. Đàn ông thì phải chơi gái dáng đàn ông, phải trầm tính ít nói chững chạc mình mới có cái sự đi, tại vì bản thân tính em cũng đã trầm tính, cũng đã chững chững chạc lắm rồi, cái người em muốn tìm cái người phải chững chạc hơn em mới có cái tiếng nói chung, rồi hai người mà có tiếng nói chung thì mới có cái sự đồng cảm để mà chia sẻ với nhau, chứ người không có tiếng nói chung rồi đó là không có hiểu được, rồi không chia sẻ được cái niềm vui nỗi buồn, rồi cho nên tình cảm thì nó không được lâu dài, cho nên là em thích cái người trầm tính chín chắn. Bản tính nào ở người đàn ông mà em cảm thấy không phù hợp với em nhé? Không phù hợp với em thì chắc có lẽ là nói nhiều, với lại là không phù hợp với em thì có lẽ là nhiều cái nguyên nhân lắm, nói nhiều mà nói kiểu như là không đâu ra đâu, tại em không thích đâu, em thích những người mà em thích những người chín chắn mà nói 1-1-2-2, chứ đừng kiểu mà nói rồi nói cho có nói nữa. Giờ thì em Em là bên gia đình ông xã em ở nước ngoài hết hả? dạ có còn một người ở bên đây, còn mẹ em thì với lại người em gái út thì ở bên nước ngoài, ở bên Mỹ. Bây giờ con gái em thì giờ con gái em cũng đang sống với bà nội ở bên nước ngoài, bên Mỹ. Con gái của em ở tiểu bang nào? Dạ Con gái của em ở tiểu bang nào? ở Texas chị. Rồi khi nào em mới qua thăm con gái em? Hiện giờ em đang làm hồ sơ, rất là lẽ là tuần sau này là em phỏng vấn xin visa, nếu mà em xin visa được cái thì có lẽ cỡ tầm tháng 12 em qua thăm con gái em. Rồi nhà gia đình em bên em nó được mấy anh chị em? Ở bên đây thì em còn được 6 chị em. Bên em chắc đâu có ai ở nước ngoài hả? Dạ không, ở bên em thì không có ai đi bên Mỹ hết, chỉ có bên chồng thôi. Hồi nãy em nói là em chỉ cần một người yêu thực tế thôi, không cần phải lãng mạn phải không? Dạ không, em thì cái lứa tuổi này đâu còn phải mày cần cái sự lãng mạn, yêu đương trái bỏng lãng mạn gì nữa đâu chị. Chỉ cần những người trầm tính, những người biết lo cho gia đình, người hiểu được, thông cảm lẫn nhau, rồi nhiều khi cái lễ lộc rồi em cũng không cần là phải tận bông tận hoa hay là đi ăn nhà hàng lớn gì để mà mới được có được sự hạnh phúc. Em nghĩ là về ăn đi làm vất vả, ai cũng vất vả hết, thì về ăn bữa cơm gia đình như vậy thì cũng là cái hạnh phúc lắm rồi, cái đó mới là hạnh phúc thật sự của gia đình, ăn bữa cơm gia đình để chia sẻ cái niềm vui nỗi buồn cho công việc hàng ngày thì là được, đối với em là đủ rồi, em chỉ mơ ước vậy thôi mà em còn không có được nữa. Nói tới cái sự lãng mạn để làm cái gì, cái tuổi em giờ cũng đâu cần cái sự lãng mạn chi đâu, cần cái sự đầm ấm trong gia đình, hạnh phúc gia đình thôi. Ông xã trước đây của em á, rồi có lãng mạn không? Cũng có chứ chị, nhưng mà chị biết đó là áp lực cuộc sống gia đình người á, đủ thứ, lúc đó con còn nhỏ rồi kinh tế cũng còn hơi eo hẹp, cho nên là cũng vợ chồng cũng lo tất bật lo cho con thôi, rồi tới ngày ảnh ra đi thì nó còn quá trẻ đi,
Con thì con mới con tuổi mấy nha, làm gì có được cái sự lãng mạn như bao nhiêu người khác đâu chị. Thì từ đó giờ thì em cũng gánh cái trách nhiệm của anh để lại, thì em cũng gánh cái trách nhiệm về kinh tế, về con cái. Cho nên là bây giờ đối với em cái sự hầu như là cái tế bào lãng mạn chắc nó bị mài mòn theo thời gian là vậy. Không còn. Cho Cứ nên là theo đối với năm em theo bây tháng giờ theo em chỉ tiền thôi ao ước, hả? em chỉ ao ước là cái cuộc sống gia đình nó đầm ấm thôi. Nhưng mà đối với em đã mười mấy năm nay em khao khát cái điều đó mà em còn không có nữa. Bây giờ thì em chỉ cần bao nhiêu thôi, chứ em cũng không có cần gì sự lãng mạn. Tuổi mình cũng không có còn nhỏ nữa, cũng không có phải là cái tuổi mà yêu đương như giống như là tuổi mới lớn nữa, cho nên là cũng đâu có cần thiết chuyện đó đâu. Giờ em chỉ mơ ước một cái gia đình hạnh phúc đầm ấm với nhau vậy thôi. Chứ nhiều khi chị thấy phụ nữ mà vừa gánh trách nhiệm, vừa gánh gia đình đó, vừa gánh nặng kinh tế nữa, nhiều khi cái áp lực đó, nó đè nặng hai vai em, nhiều khi em cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà mình cũng phải gán thôi chị, chứ giờ mình không gán ai gán cho mình giờ. Cho nên là cũng mười mấy năm này đó, cũng trải qua mười mấy năm Vì con giờ cố chỉ gắng mơ thôi. thì đã sống như dì con mười mấy năm nay rồi. Cũng mệt mỏi lắm, chứ nhiều khi cũng muốn tìm một người để mà tâm sự cái nỗi buồn vui trong cuộc sống, người áp lực trong công việc rồi. Nhưng mà đâu phải tìm một người đồng cảm với mình đâu phải dễ đâu chị. Ok em, thì chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em một người yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ em chào chị, em chúc sức khỏe chị, chúc sức khỏe tất cả cộng đồng mạng em xem chương trình của chị Quỳnh. Em chào chị. Em gửi cho chị thêm vài tấm hình nữa nha. Dạ Em gửi cho chị thêm vài tấm hình nữa, tấm hình đổi người ha. Nguyên người cũng được, chụp vài tấm nữa ha. dạ Ok, dạ bye bye em. dạ Thank you.